Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Vinasport ngày 23 tháng 2 năm 2024. Ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Huấn luyện viên trưởng từ chối lời xin lỗi của Đình Bắc. Như thông tin mà Vinasport đã đưa tin trước đó, tiền đạo trẻ Đình Bắc của câu lạc bộ Quảng Nam đã phải nhận án phạt nội bộ từ phía ban huấn luyện của câu lạc bộ Quảng Nam vì đã vi phạm kỷ luật của đội bóng. Huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn yêu cầu sao trẻ xem 2K4 rời đội 1, xuống tập luyện và sinh hoạt ở đội trẻ và không được thi đấu ở V-League cho đến khi nào tiến bộ. Mới đây, huấn luyện viên trưởng Văn Sĩ Sơn đã tiết lộ những chi tiết về hình thức kỷ luật dành cho cầu thủ Đình Bắc. Nhà cầm quân 52 tuổi khẳng định không chấp nhận lời xin lỗi của cầu thủ này khi đã nhiều lần tái phạm. Sau khi hội quân thì Đình Bắc có nhờ đội trưởng của câu lạc bộ Quảng Nam dẫn tới xin lỗi tôi. Tôi nói luôn là tôi không chấp nhận. Đây không phải lần đầu tiên Đình Bắc vi phạm kỷ luật. Cậu ấy đã vài lần hội quân muộn với đủ loại lý do như người nhà ốm, nhà có đám. Tôi đã phạt Đình Bắc một lần ở mùa trước khi đội còn thi đấu ở giải hạng nhất. Tôi cũng nhiều lần gọi Đình Bắc tới nói chuyện riêng. Tôi nói thẳng, trong nghiệp quần đùi áo số, nếu chuyên môn 8 hay 9 điểm mà đạt được 10 điểm thì các huấn luyện viên vẫn dùng. Nhưng nếu chuyên môn 10 mà đạt được 1, sớm muộn cũng bị gạt bỏ. Vì vậy tôi khuyên cậu ấy phải nâng cao đạo đức bên cạnh rèn luyện chuyên môn. Nhưng Đình Bắc không tiến bộ, lần này tôi buộc phải mạnh tay. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi. Tôi nói rằng, con cứ về nhà ăn Tết cho đến khi nào chán thì trở lại. Đương nhiên Đình Bắc không dám về nhà, cậu ấy mà làm thế thì chết với tôi. Tôi đưa Đình Bắc xuống đội trẻ sinh hoạt và đương nhiên tôi có tai mắt theo dõi. Chỉ khi nào cậu ấy thực sự tiến bộ và biết sửa sai, tôi mới cho trở lại. Dù thực tế thì hiện tại Quảng Nam đang cần người thi đấu ở V-League. Vị thuyền trưởng của câu lạc bộ Quảng Nam bày tỏ, các cầu thủ trẻ khi mới nổi tiếng, có tiền, thường bị cám dỗ vây quanh. Bên cạnh việc ở một môi trường tốt, có thầy cô đàn anh dìu dắt, chính họ phải làm chủ được bản thân. Huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn hy vọng án phạt dành cho Đình Bắc là tấm gương cho nhiều cầu thủ khác. Ông khuyên các cầu thủ trẻ hãy nghĩ về gia đình. Tôi chỉ mong họ trước khi làm gì hãy nghĩ đến bố mẹ. Nhiều gia đình hy sinh rất nhiều để con cháu của mình có thể theo đuổi con đường cầu thủ. Đôi khi bố mẹ chỉ cần thấy con được lên đội 1, được đá hạng nhất hay V-League là đã vui lắm rồi. Chưa cần phải khóa đội tuyển quốc gia. Đằng này khi được trao cơ hội, nhiều người lại không biết trân quý. Vươn nổi lên một chút đã dễ dàng sa ngã. Những người đó cần nhìn lại bố mẹ và sự hy sinh của họ để mà phấn đấu. Xuân Trường lần đầu tiết lộ bị bệnh tim, phải giấu Hoàng Anh Gia Lai vì sợ bị loại. Trong tập 5 series Postcard mang tên Lương Xuân Trường – The Story, Xuân Trường tiết lộ nhiều góc khuất của bản thân. Trong đó, cầu thủ này thừa nhận từng gặp vấn đề liên quan tới tim mạch. Dù vậy, anh đã quyết định giấu câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vì sợ bị loại khỏi học viện. Từ lúc còn là cầu thủ khoảng 16-17 tuổi, tôi đã phát hiện ra vấn đề này. Khi thực hiện một động tác nào đó khiến cơ thể của tôi bị hẫng một cái, thì nhịp tim của tôi sẽ rơi vào trạng thái đánh trống ngực. Nhịp đập tăng nhanh lên gấp đôi. Sau này tôi mới biết đây là hiện tượng cơn nhịp nhanh trên thất, là triệu chứng của rối loạn nhịp tim. Tình trạng này thường diễn ra trong lúc tôi tập luyện. Nhiều lúc tập ở trên sân Hàm Rồng, tôi đã bị rơi vào trạng thái ấy. Nếu lúc đó tôi vẫn cố gắng tập căng thì thật sự không biết điều gì sẽ xảy ra. Khi ấy thì tôi có một vài lần nói chuyện với các bác sĩ của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Một bác sĩ đã chia sẻ rằng lúc tập luyện nhịp tim tăng lên là bình thường, không có vấn đề gì và cũng khó để kiểm tra ngay bây giờ. Nếu cần thì phải ra các bệnh viện lớn ở Hà Nội mới kiểm tra được. Tôi đã bí mật trao đổi với thầy Dồm. Thầy đã sắp xếp cho anh Chí phiên dịch đi cùng tôi ra Hà Nội để có thể kiểm tra 2 ngày. Tôi đã thực hiện đủ các bài test nhưng không làm cách nào để cho cơ thể của mình rơi vào trạng thái đó được. Nếu kết quả mọi thứ vẫn bình thường, không vấn đề gì cả. Nhưng tôi biết mọi thứ không đơn giản như vậy. Xuân Trường cũng chia sẻ thêm, mỗi lần bị như thế thì cách duy nhất để triệu chứng ấy giảm đi là mình phải nằm ngửa ra, hít thở thật sâu và đều. Khi đó nhịp tim đang từ khoảng 180 kêu bụp 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 liên tục rồi sẽ giảm dần, chậm lại rồi trở lại như bình thường. Còn nếu tiếp tục tập luyện, tôi cảm thấy rất mệt. Mỗi lần bị như vậy xong tôi cảm thấy cơ thể của mình rất oải, chỉ muốn nghỉ ngay nhưng vẫn chọn cố gắng hoàn thành nốt buổi tập. Với một vận động viên, vấn đề về tim mạch vô cùng nhạy cảm. Thường thì các vận động viên sẽ phải dừng sự nghiệp nếu bị phát hiện vấn đề về tim mạch. Tôi đã rất sợ các thầy không cho mình chơi bóng nữa và bị loại khỏi học viện. Do đó tôi quyết định giấu việc này. Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2024. VFF vừa có công văn gửi đến công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VFF về kế hoạch thi đấu của mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2023-2024 sau khi được ban chấp hành của Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông qua. Theo đó, mùa giải bóng đá Việt Nam mới sẽ dự kiến khởi tranh từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025. Đây chắc chắn sẽ là thử thách không hề nhỏ đối với đơn vị tổ chức giải đấu cũng như các câu lạc bộ. Tương tự như mùa giải 2023-2024, VFF và các câu lạc bộ sẽ chưa có đầy 2 tháng để chuẩn bị cho những công việc của mùa giải mới. Dự kiến V-League 2024-2025 bắt đầu từ ngày 23 tháng 8 năm 2024 và kết thúc vào ngày 21 tháng 6 năm 2025, trong khi giải hạng nhất quốc gia diễn ra từ ngày 13 tháng 9 năm 2024 đến ngày 25 tháng 5 năm 2025. Còn cúp quốc gia mùa giải 2024-2025 bắt đầu vào ngày 1 tháng 11 năm 2024, kết thúc
vào ngày 26 tháng 6 năm 2005. Mùa giải 2023-2024 là năm đầu tiên các giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam áp dụng khung thời gian tổ chức theo hệ thống thi đấu AFC đối với cấp câu lạc bộ, khung thời gian thi đấu đồng bộ với các quốc gia châu Á và châu Âu. Lý thuyết này bước đầu cho thấy những mặt tích cực và được các đội bóng ủng hộ, thích nghi nhanh. Với cấp độ đội tuyển cho năm 2024, thầy trò huấn luyện viên Philippe Thuzier sẽ liên tiếp có những trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Sau đó đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch AFF Cup 2024 diễn ra từ cuối tháng 11 và kéo dài đến gần hết tháng 12 năm 2024. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam cho năm 2024 là giành vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2026 và vô địch AFF Cup 2024. Đây là hai nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm được VFF giao cho những chiến binh sao vàng. Trong hai giải đấu này thì việc đội tuyển vào tới vòng loại thứ 3 World Cup là thành tích bằng với triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong khi đó, sau AFF Cup 2018, đội tuyển của chúng ta vẫn chưa thể trở lại ngôi vô địch. Mùa giải 2024-2025 có thể xuất hiện thêm một giải đấu quốc tế nữa, đó là ASEAN Cup, giải đấu cấp câu lạc bộ ở khu vực Đông Nam Á. Đại diện của Việt Nam có thêm cơ hội cọ sát với các đội bóng mạnh trong khu vực và nhận được khoản tiền thưởng giá trị. Để đảm bảo quyền lợi cho các đội bóng thì VFF cùng với công ty VPF và các câu lạc bộ sẽ ngồi lại để tính toán lịch thi đấu trước khi chính thức chốt lại. Dự kiến đầu tháng 4 năm 2024, VFF sẽ tổ chức hội thảo công tác chuẩn bị tổ chức ở mùa giải 2024-2025. Ngày hôm nay 23 tháng 2 năm 2024, vòng 10 V-League 2023-2024 sẽ diễn ra với nhiều cuộc chạm trán nảy lửa, hứa hẹn một vòng đấu vô cùng gay cấn, hấp dẫn và rất đáng xem. Cuộc chạm trán giữa câu lạc bộ Hoàng Gia Lai với câu lạc bộ Quảng Nam diễn ra vào lúc 17 giờ trên sân Pleiku. Sau trận thua đáng tiếc trước câu lạc bộ Hà Tĩnh ở vòng đấu trước, thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đang dồn quyết tâm tìm kiếm chiến thắng trước đối thủ vừa miếng Quảng Nam. Nếu không thể đổi vận, câu lạc bộ Hoàng Gia Lai sẽ chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng và thực sự lâm nguy. Cũng vào 17 giờ trên sân Hà Tĩnh, đội chủ nhà đang có 9 điểm, đứng hạng 11, tiếp đón câu lạc bộ Khánh Hòa có 7 điểm, đứng hạng 13. Đây là đối thủ trực tiếp cho cuộc đua trụ hạng. Cả câu lạc bộ Hà Tĩnh lẫn câu lạc bộ Khánh Hòa đều dốc toàn lực để nắm lợi thế. Còn 18 giờ trên sân Vinh, đội chủ nhà câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đang có 12 điểm, đứng vị trí thứ 7, tiếp đón nhà đương kim vô địch Câu Hà Nội. Đội đang có 15 điểm, đứng hạng 5. Dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên trưởng Kiati Sắc, Nguyễn Quang Hải cùng cao đội đã thi đấu khởi sắc trở lại với chiến thắng ấn tượng trước câu lạc bộ Hồ Chí Minh ở vòng đấu trước. Đội bóng xứ Nghệ hiện tại cứ cho thấy sự khó chịu của mình khi vừa đánh bại câu lạc bộ Bình Định và sẵn sàng gây bất ngờ cho nhà đương kim vô địch. Cũng vào lúc 18 giờ trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà đang có trong tay 18 điểm, đứng thứ 2, tiếp đón câu lạc bộ Hải Phòng đang có 11 điểm, đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2023 Nguyễn Thái Sơn cùng với cao đội của mình đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm để uy hiếp ngôi đầu của câu lạc bộ Nam Định. Nhưng câu lạc bộ Hải Phòng cũng sẵn sàng cho một cuộc lật đổ ngay trên sân khách. 19:15 trên sân Hàng Đẫy sẽ diễn ra trận cầu đinh giữa câu lạc bộ Thể Công Viettel. Đội đã có 9 điểm gặp câu lạc bộ Bình Dương 17 điểm, đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Thi đấu có phần mờ nhạt từ đầu mùa giải, giờ thời điểm mà chủ nhân danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam 2023 Nguyễn Hoàng Đức cùng với cao đội của mình khẳng định bản thân. Câu lạc bộ Bình Dương cùng với dàn tuyển thủ giàu kinh nghiệm kết hợp với sức trẻ cũng đã sẵn sàng chinh phục đối thủ để giữ vững vị thế ở top đầu trên bảng xếp hạng của V-League. Kết thúc bản tin ngày hôm nay, xin được gửi quý bạn hình ảnh lịch thi đấu của vòng 10 V-League 2023-2024. Quý các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube Vietnam Sport News, nhấn bấm chuông để nhận về cho mình những câu chuyện, những tin tức mới nhất về bóng đá trong nước mỗi ngày. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Vietnam Sport News.